Xin chào mừng các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Áo Cưới Hoàng Ngân. Hôm nay mình muốn cùng với các bạn thực hiện một cái thử thách về nhảy dây. Mấy ngày vừa rồi thì có rất nhiều những clip của các vận động viên chuyên nghiệp chia sẻ trên các trang mạng xã hội nói về các cái thử thách một tuần, nào là thử thách chống đẩy, nào là thử thách tập thể thao trong nhà. Hôm nay thì mình muốn giới thiệu các bạn một cái thử thách về một cái môn rất quen thuộc thôi. Đó là thử thách của chúng tôi đưa ra, đó là chúng ta sẽ nhảy ngày đầu tiên sẽ là 200 cái nhảy dây đơn giản thôi, nhẹ nhàng thôi, 200 cái. Sau đó sẽ là cộng tăng dần lên là 30 cái trong một ngày, cho đến khi mà đạt mốc là một tuần. Như thế là 7 ngày nhân với lại 30, chính xác là 6 ngày. Ngày đầu tiên thì ta bỏ là 6 ngày, ngày đầu tiên là 200 rồi. 6 ngày, 6, 3, 18 cộng với lại 200, tức là đến đạt được cái ngày thứ 7 thì là sẽ là 380 cái. Nhưng mà điều kiện là phải nhảy liên tục nhé. Nhảy liên tục trong một buổi, nó nhảy liên tục đạt được số cái như thế, số lần như thế. Chứ nếu mà ta nghỉ thì nó lại khác rồi ạ. Nhảy xong nhảy 2-3 lần để mới đạt được 200 cái thì nó lại khác. Chúng ta cùng thực hiện thử thách đó nhé. Thử thách thì để mà thực hiện được thử thách đó thì dụng cụ khá đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có một cái dây để chuyên để nhảy, hoặc là dây ta sẽ tự làm, đảm bảo an toàn, không để xảy ra tai nạn trong tập luyện. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ cần một khoảng trống trong sân vườn, khoảng chừng 4m2 là đạt. Không gian thì cao chừng khoảng hơn 2m, khoảng 2m rưỡi là ok. Có thể ta tập trong phòng cũng được. Nếu bạn nào có sân vườn nhỏ nhỏ thì ta có thể thực hiện ngay tại sân vườn của gia đình của mình nhé. Nếu mà chúng ta có một cái sân vườn nhỏ nhỏ thôi, như vườn của tôi đây, cái vườn nhỏ sau nhà này là ta tập thể dục tương đối thuận lợi là các bạn nhé. Nhảy dây này thì không đòi hỏi, nhảy đơn thì không có đòi hỏi cái diện tích nó rộng quá, chỉ cần nhỏ có thể ra. Nhất là những cái nơi nào mà cái không gian nó được thoáng mát thì tốt nhất, xung quanh có nhiều cây xanh, vì khi ta nhảy dây thì cái hít thở không khí rất mạnh, nên là cần không khí trong sạch nhé. Chúng ta cùng đến với thử thách này các bạn nhé. Hai trăm cái, thử thách cực kỳ hấp dẫn. Mình nhảy liên tục 200 cái, nhưng mà đến cái thứ từ 150 trở đi thì chân mình như kiểu là rụn lại luôn. Đúng là thử thách đặc biệt. Thử thách này sẽ là mỗi ngày, ngày đầu tiên sẽ là 200 cái và ngày thứ hai sẽ là tăng dần lên 30 cái nữa.
Và nếu như ngày thứ 3 mà tăng dần lên được thành thành là 30 cái nữa, cộng là thành là 206. Ngày thứ 4 là sẽ là 209. Cứ như thế cho đến khi mà đạt được mốc cho đến khi một tuần thử thách. Các bạn nhớ quay video clip và đăng lên và chia sẻ nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.